Hà Giang. Vì nòng thương điếp, chương trình thời sự then cõi cầm tay của đài phát hành Hà Giang văn này, khai con lời phân tín. Tiếp lắng phân tín mời vì nòng toàn nghe phóng sự. Chương trình khai quang đình đàm phiếu ma hao du tỉnh Hà Giang. Khả này mời vì nòng toàn nghe nội dung của chương trình. Văn tỏ tính chất bình thí. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa tiếp tam tỉnh Hà Giang, đại biểu Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội Hải Quốc đoàn, đã biên đài thân chấp pin đồng cử tri thôn Chu Thường, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang. Giúp bài chấp pin đồng cử tri này, mẹ Triệu Thị Nái đã đơn hợp pin đồng cử tri chắc mới nội dung của chương trình bài họp tại cầu Quốc hội khóa tiếp tam sẽ để khai óc đợi thời gian bữa đà. Pin đồng cử tri thôn Chu Thường đến hát điều, các xã Tân Lập lần thường cá, cùng bị lại đề nghị bằng thằng tơi thổng quang văn của pin đồng cân dân. Mỏ ái nhà nước quay hư thêm ngân, vậy thôn Chu Thường viên lại trụ sở thôn. Khấn điện hẳn nhưng lươn khả này chút đời xả bánh bị điện dùng. Hư thêm phụ cấp hạ cán bộ bán chuyển trách xả. Hư thêm ngân học từ hạ học sinh bán chú. Hư thêm ngân linh, cấp hàn linh hạ nhưng lươn khỏ và bị điều kiện hay kinh bài khẩn. Nhất lệ pin hồng cử tri thôn Tân Lập cùng bị đừng đề nghị. Lê xả ai ốc khói xả tài thàm, lệ bái hạp. Vì lệ số lươn khỏ khả này nhìn lại, các loại tiêu chí lệ bái hết đầy một xả tài thòng. Tiếp thu cấp khăn tao những việc để pin ông cử tri đề nghị, mẹ Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội đã khăn tao một những việc đã thẩm quyền. Quá này cũng tổng hợp những việc pin ông cử tri đề nghị quá thẩm quyền cũ là và trình khẩn Quốc hội cấp là ngành chức năng đã phải họp bướng đà. Pin ông thương điếp, qua mà Đảng bộ xã Hữu Vinh huyện Yên Minh ngáp khải đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bài Tề Thi, nhiệm kỳ thòng xuyên linh thiếp hà thòng xuyên linh thòng thiếp. Thường dự mi có ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài, lại cần đào ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo lại ban ngành đoàn thể, các bác đại biểu thường từ là chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Đào nhiệm kỳ quá, đảng bộ các bí nồng cơn dân xã Hữu Vĩnh đã hết đề mẹc lại việc nghị quyết đại hội đảng bộ xã Pai Tây Thám đã tắt óc. Mưa hết kín, tặng lại khảo báo con bí thủ ma đầy nứa thong xuyên tham phát tấn. Ngân thủ quốc mỗi cần đẹp hết chiều thông bác xuyên mỗi bí. Tặng lại đoàn tòa túa mi sở hạ xuyên túa. Việc chăm coi dư đống đầy coi thân đáy. Nhất lệ đào thi xã điểm hệ chương trình bán làng mát xu huyện Yên Minh. Xã đã ới lòng đẹp hết xuyên văn hệ việc. Vậy biển khai mát cấp hệ tàng bê tống. Thường này đã hệ đề sốc nửa thiếp cầu tiêu chí. Việc ới lòng đếch nơi từ sốc thường thiếp thi bí bày thần trường. Đầy cầu thiếp hết phân. Đào nhiệm kỳ qua mà đảng bộ đầy thờ mẫn, đảng viên hết xong đầy mẹo việc đề giáo, kết nạp đầy pết hết sốc đảng viên mỡ, ở tặng lại đảng viên của đảng bộ khẩn thong phát thắng thiếp thong đảng viên. Đời ăn cốc của đại hội nhiệm kỳ thong xuyên linh thiếp hà thong xuyên linh thong thiếp, lệ ảo thủ năng lực lãnh đạo các lên chiến đấu của đảng bộ, dùng thừa nhìn tô lăng mi thần, hệ xả đầy chuẩn bà lăng mỡ, đảng bộ xả đã thật đó tặng lại việc đã nhiệm kỳ. Lê dùng đầy mẹ lấy ngân vốn đầu tư, dùng thử những an lệnh mi thần đa dẫn, vài hệ kết cấu hạ tầng. Chuyên tôi cơ cấu mày phước tổ liền, gần đề dùng thử những an lệnh mi thần. Coi thần ở công nghiệp xây dựng các thương mại dịch vụ bài khẩn, vận tạo hệ chương trình bản làng mỡ, giữ mắt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị hạ thờ mắt, ảo thùng năng lực cấp lên chiến đấu của đảng bộ. Đại hội đã bao thiết chất cần khảo ban chấp hành nhiệm kỳ thòng xuyên linh thiếp hạ thòng xuyên linh thòng thiếp, bầu bí thư, phó bí thư, các bầu đoàn đại biểu về sự đại hội cấp nữa. Khân văn thòng tiết chất bẩn thí, chúc khu di tích quốc gia Phắng Lồng, Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, hội trại thống nhất non sông bị thòng xuyên thiếp hạ đã khai óc, tham dự bị đại diện Trung ương đoàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện thanh đoàn, tham biên, Bắc Trung Nam, cấp sở xuyên nâng, sinh viên tham gia. Mưa bường Hà Giang, mi thường trực tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp sở thông thiếp đoàn viên phải dự hội trại này. Hội trại bị này bị tên lòng thống nhất non sông bị thông chiến tiếp hạ đại khai óc từ văn thông tiếp chất thần văn thông tiếp cầu bền thí. Mi tham gia quốc thông tiếp pét đơn vị tối nay hạ thăm ón tham biên Bắc Trung Nam. Chủ hội trại đã khai óc đại hoạt động mô lệ bối bóc tưởng niệm
chú thông hiền lương. Bài thi ảnh chức trẻ xây dựng đất nước. Chiên mưa lại hồng hàng, lên mưa lại long hàng bi tiền, cút lại tỉnh. Thi nhảy quốc tế cấp giật vũ. Hôi trai cùng đẹp bày, vài thăm ón Quảng Trị, các loại đơn vị để giao lưu, chập cành, rèn luyện kỹ năng. Cùng rút lễ khai mạc, tỉnh đoàn Hà Giang đã tặng bờ cờ, đầy tèo, rút thầu cờ lũng cú, an ninh địa đầu cực bắc tổ quốc, hợp tỉnh đoàn Quảng Trị. Cấp tỉnh đoàn Quảng Trị cũng đã tặng bờ cờ, đầy tèo rút kỳ đài hiền lương, hợp tỉnh đoàn Hà Giang. Vậy biểu mai là cựu chiến binh đã phải thức thức giải phóng nước lượn. Qua mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phải thăm thám tặng quà hỏi lại cựu chiến binh. Con này phải thức thức giúp chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất nước lượn. Đã phải tặng quà này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chọn sóc con lệ cán bộ lãnh đạo chỉ huy. Cầu cựu chiến binh mi thành tích thúng, con này phải thức thức giúp chiến dịch Hồ Chí Minh. Góp phần khẩu đại tháng mùa xuân pi xin nâng cầu bác chiếc thiếp hả. Mỗi phần quà tỷ ngon ngăn lệ chiều nứng. Dù lệ phần quà mít cái, song hở hẳn cho điếp thương quốc cán bộ chiến sĩ, đợi lại cần bé con đã góp công lệnh, đúc lượt cô la phải mị để chiến thắng tham thiếp bươn thi, cấp kiến giúp đầy miạc màu văn này. Qua thảm thảm tặng quà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngay lời cử chiến binh, vận tạo thùng truyền thống của bộ đội Phú Hồ. Bé quá lời ăn khẳng, lệ gương lung đầy hệ kín tả giác tà khỏ, xây dựng bản làng văn càng rau mì. Cách này thì tiếp bị làng văn giải phóng miền Nam thống nhất nước lượn, lại cựu chiến binh huyện Bắc Quang, tàu bào cằn, lần mưa những pi bươn hào hùng, lúc tham gia kháng chiến tức thức Mỹ cứu nước. Khăn này tàu ma bản, tốc lăng thường những pi bươn chiến tranh, thì những cựu chiến binh tàu bào cằn, hay kinh bay khẩn, tà khổ giác. Bọn khỏi bi bay thần chập cựu chiến binh Nguyễn Văn Trào, hội viên chi hội cựu chiến binh tổ tiếp thí thị trấn Việt Quang, tham gia tổng quân tức thức Mỹ giúp chiến trường miền Nam bị xe nâng cọc phát chất thiếp, lúc hành ngắm thòng thiết bị, lang văn giải phóng đất nước, hạt sòng nghĩa vụ thiêng liêng sư tổ quốc, ké xuất ngủ tàu mà bàn, cấp tham gia việc xã hội hạ thần khả này. Chiến tranh đã thường cách này đã hận, song những kỷ niệm hào hùng, cũng những vi bươn, tức thức ác liệt, đã ké vẫn chẳng chữ bài. Cựu chiến binh Nguyễn Tân Trào, chi hội cựu chiến binh tổ thiệp thí thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang lần. Đới tinh thần của thăm ón đúc hành, đại lãnh đạo của đơn vị lần báo, lê bon còi tham gia tức thất đầy mạc lầm. Lúc hành, mi gian hai, mi nghỉ đằng, thần quyền lời của cá nhân là, mi chắc đây là thồng hai lúc giờ. Bom min bói lồng, lê tề ni, tốc lăng hành, tàu ba sư trần địa. Thế thiết bị đã quá, nhưng cân lính đã từng tham gia tức thức Mỹ cứu nước văn giờ, khăn này đã ké, song tinh thần điếp nước, sẵn sàng hy sinh, văn nhân phải đợi chào bồi cần. Còn vì là cựu chiến binh, tam bi bay chấp cành, nhân kỷ niệm văn giải phóng miền Nam, thống nhất, văn tham thiết bình thí, bị xe nâng cọc phát chết tiếp hạ. Vài bầu cành lần mưa những kỷ niệm vẻ vàng, anh hùng. Cựu chiến binh Võ Duy Chức, chia hội cựu chiến binh Tổ Hà, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang lần. Quê khỏi giúp Hưng Yên, khỏi tông quân bị xe nâng cầu bác xuất tiếp cầu, tham gia tức thất giúp chiến trường, từ bườn chất bị xe nâng cầu bác chất thiếp. Để tham gia chiến dịch Tốc Cón, là chiến dịch Tăng Cầu, Nam Lào bị xe nâng cầu bác chất thiếp ất, hạ tầng tổng tiến công bị xe nâng cầu bác chất thiếp hạ, bườn pét bị xe nâng cầu bác chất thiếp hạ, đào bay, mò phá mìn, phá bom, khỏi đã bị thương, cụt hạ nâng, khả này lệ thương binh hàng ất nửa thí. Đào bay chiến tranh chống Mỹ, xây dựng nước lượn, thì khỏi vẫn phát huy truyền thống, cần bộ đội Phú Hồ, cố gắng hạt kinh bay khẩn, hạt rau hở lươn là, cùng bỏ đất nước là. Vài bòm bái những công lao đồng góp cai luông, cùng một tri ân lại thế hệ bè con đã đồng lòng, vài dự độc lập từ giỏ của Tổ quốc. Con Pì hội cựu chiến binh huyện Bắc Quang đã khai bài chấp đà lại cựu chiến binh, tham gia tức thức Mỹ cứu nước. Nay cũng đề bày trong kỷ niệm văn giải phóng miền Nam thống nhất nước lượn. Ké Nguyễn Hồng Diện, chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Bắc Quang lần. Bon khỏi tham mưu hợp cấp bị chính quyền huyện, nhất là những xã mi lai cựu chiến binh thì khai nay chập nà tặng quà hàng những cựu chiến binh có này tham gia tức thức Mỹ. Đợi dịp kỷ niệm văn thảm thiết bườn thí lăng thi thiết bì nước lượn là đầy giải phóng, nay cũng đề bày động viên mưa tinh thần đới lại cựu chiến binh.
Quá này cựu chiến binh lúc giờ cùng cố gắng để những cần bé con đời lại hoạt động chút cơ sở giữ an ninh trật tự thon cháo mở truyền thống cùng bò lân cháo mở cách hết kinh và góp phần hết thưởng tăng cá lai việc của cấp ủy chính quyền đại giàu đới phẩm chất cần bộ đội phú hồ đời này tôi luyện đời quân ngủ lúc tao mà lượn nhưng cựu chiến binh lúc giờ cũng là những cần gương báu bé con cấp lại gương lùng mới chịu khó hết kinh tham gia đại mạc lai việc xã hội vậy lục đàn là học hết theo góp phần cài luồng vay xây dựng bàn làng văn càng bay khẩn giàu mì phản bình qua ma agri bánh hà giang bảo đội agri bánh chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh các huyện Đồng Văn đã khai lễ áo khó dùng điểm trường mầm non thôn Má Sô xã Lũng Táo qua số bườn bay khảo hệt thời này điểm trường mầm non rút thôn Má Sô xã Lũng Táo huyện Đồng Văn đã đáy hệ xong mi thang phòng học tì la lìn đời thằng lành ngân chóm hẹt lệ hà phát triều mướn. Đào hẳn Agri Bánh Hà Giang hứa thóng phát triều mướn. Agri Bánh chi nhánh giúp thành phố Hồ Chí Minh hứa tham phát triều mướn. Đời chẳng ai hứa lại làn giúp phô thùng ti quấy. Mỏ thôn Mà Sô xò Lũng Táo huyện Đông Văn đầy thuận thư đầy miếc hớn. Giúp nào lệ là lượn tay chờ đã hứa hảo điểm trường lại đồ quốc. Chấm hỏi việc dạy thứ thuận thứ. Mỏ tròn tăng bằng. Khen hẳn tặng lại phần quà mi bánh kiều thừa khoa mỡ hỏi lại nồng hỏi xính các hứa ngân hỏi điểm trường thử thêm đồ quốc giải thứ tặng lại phần quà lên nửa bát triệu mướn điểm trường mầm non thôn Má Sô xa Lũng Táo mi có thiết sốc lán lên lung nòng cân mống kín giúp quảng văn nhanh chập lê ăn khẳng trình lòng hẳn điểm trường mầm non thôn Má Sô xa Lũng Táo huyện Đồng Văn đáy hệt ở khảo dung sẽ ao mà lại ăn đầy mẹ khảo việc dạy thứ thòn thứ rút điểm trường. Đời dịp nghỉ văn thảm thiết bình thí các văn xóa ớt bình hà, nay lè bày và những cân bè la lìn thần đới Hà Giang lại hình. Đang lần nhất, hắn đầy cân bè la lìn thần đới công viên địa chất cả nguyên phèo Đông Phan. Lê huyện Phắc Tù của công viên địa chất, huyện quản bà lúc giờ cùng quay thần, biên mưa lại liền rú, cấp chuẩn bị đo mưa tì kinh tì rú hở cân bè la lìn. Theo thống kê đã bươn ớt bị thòng xin tiếp hà. Số cân bê la lìn thằng đấy huyện quản bà lê sở tiếp xin được cân đang hẳn cân bê la lìn giúp đức táng thần lê hơn xin đăng thòng phát lượt lai khẩn hơn thiết xin lượt so đời bươn ất vì thòng xin tiếp tí vậy phục vụ đai hà hạ cân bê la lìn đã nhận văn nghỉ thảm tiếp bươn tí các văn xóa ất bươn hà số đơn nghỉ khách sạn trước trang huyện quản bà đã đặt lên báo biên chuẩn bị đo một tỷ kinh tỷ rú hạ cân bê la lìn khả này khen đến việc quay thần biên hệ thống đơn nghỉ khách sạn huyện quản bà cũng quay thần với khai quảng mưa lươn rú rút lại bản làng văn hóa du lịch cộng đồng. Theo thống kê từ văn tiếp hạ bơn thàm, hạ thân văn tiếp hạ bơn thí, cân bà la lìn, kinh rú lại, rút lại tì la lìn cộng đồng, rút thôn đầm đầm, lê sở bác đần hạ thiếp lượt cần. Để việc chuẩn bị đại hà, cấp tha thành phục vụ cân bà la lìn, đợt dịp nghỉ văn thảm tiếp bơn thí, cấp văn xõn bơn hà. Huyền quản bà sẽ thực sự lê tì bà la lìn đầy mạc, đợt chờ mồi cân bà la lìn, cấp góp phần ao du lịch của huyền, văn càng bè khẩn. Pì nòng thương điếp mời pì nòng toàn nghe phóng sự. Chương trình khai quang điên đạp biếc má hao số tỉnh Hà Giang. Đào lại pì sở này, việc đạp biếc má hao số tỉnh Hà Giang đã ao mang ngân thu lấy, góp phần đầy mẹ khẩu kinh tế xó hơi cốt tỉnh về khẩn. Theo sở nông nghiệp các phát triển nông thôn Hà Giang hở chắc, còn pì má hao thủ ma đầy bát nướng thảo thiếp, thường bát nướng hà thiếp chiều mướn. Từ việc đạp biếc má hao, đã ở mà phiền hiệt hợp cân dân mình ngân thù đầy đứa, góp phần khảo tả giác to khó mắt hợp cân dân biếu ma hâu, mở rút lại huyền. Quản bà Vị Xuyến, Hoàng Su Phi, Xín Mận, các thành phố Hà Giang. Chính lòng hàn tỉnh Hà Giang đã coi thường đầy việc khai quáng đình đạp biếu ma hâu rút thằng tỉnh. Đồng ma hâu của lượn ca Lư Hữu Bính rút hồn bản thắng xã Tùng Vài huyền quản bà tỉnh Hà Giang, quáng coi thuốc há. Hẳn hẳn nghị lực các trở ai phải khẩn mới chịu khó giác cố cần dân vô thúng. Vì thọ xuyên linh ếp, lượng ca bình biểu thứ hát án nó mà hao nứng. Hẳn thù mà đại lại ngân hơn sau đời lại lòng mày biểu tăng. Cách đám biểu chăm coi tao ngay.
chính lòng hàn lươn cát đã khai quang điên đam phước khuyên theo từng tí. Khả này lươn cát đã mì nứa sốc hàn á nó mà hâu. Đào hàn há hàn á đã hào thú. Mỗi pí thù đầy sốc thằng chết bô hoang hao khổ. Đối ngân khai khăn này, từ bát nương tháng thiếp, thằng bát nương thiết thiếp diễn mồi cấn. Lệ lươn cát cùng thù mà đẻ vết thiếp thằng cao thiếp chiều mướn. Ca lử hữu bính, rút hồn bản thắng xả tùng vài huyện quan bà lân. Mưa hề kín rút đỡ xả lân tăng lái, các thôn khỏi lân hát điếu, cùng mì lại chuyên tối. Lươn khói cùng thử đẩy lại đồ cua, màu tì ví tù lềm. Đào thôn lươn hợp cùng đám phiếu ma hao vầy áo mang ngân thù thúng. Kê lù xéo dìn lân. Khảo thần đồng thử lê thòng thiết diễn mồi cần ma hao khiếu. Nhưng ma hao khó lê khải đẩy bác nương thòng thiết diễn mồi cần. Vì này ngân thù cú lươn khói từ đám phiếu ma hao để hà thiếp thần sốt thiếp chiều mừng. Khản này tăng huyền quản bà mì nửa thòng diễn hát á nó ma hao. Đang hàn lươn đám phiếu lại mì nửa thiếp hát á. Còn bì hở ngân thù từ phát nương thần phát nương hạ thiếp chờ mướn. Hàn đẩy ngân thù mà từ việc đám phiếu mơ hâu. Bì nòng cơn dân số lễ xả, cao mã bờ, nghĩa thuần, thải án, tả ván huyền quản bà. Đại khai quang đình đám phiếu lòng mày này. Nhờ hàn kiến giúp còn vàn khúc cơn dân thùng khửn bền lân. Phần lại lượn đám phiếu mơ hâu. Mỗi bì mì ngân thù nòi cùng đại thám thiếp thần hạ thiếp chờ mướn. Tàng lại đình đàm biếu ma hao thăng tình thần thườn bị thòng xuyên linh thiếp thi. Mì pét xuyên chết bác thòng thiếp hát á. Đã hẳn nửa hạ xuyên pét bác hạ thiếp hát á đang hảo bên mác. Khẳng này giúp thăng tình. Mì nửa xuyên lượn đàm biếu ma hao phần lại giúp lại huyền. Quản bà vị xuyên, hoàng số phì xin mơn khắp thành phố Hà Giang. Còn bí ma hao hảo thú, bác nương tham thiếp thần bác nương hạ thiếp chiều mướn. Góp phần bền lớn khỏi việc tả giác tỏ khỏi giúp tình. Lươn phải khẩn bền lươn rau mì từ đám phiếu ma hâu. Kê Nguyễn Mạnh Hùng, bí thư đảng ủy xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên Lân. Từ bí thong xuyến, đảng bộ đã áo chủ trương áo nó ma hâu khỏi đám phiếu. Dù lời thôn bù thùng mì bồn phà đi nhà đầy miạc, hạp để đám phiếu ma hâu. Hảo thường này nó ma hâu đẩy coi lên nó tả giác tỏ khỏi hợp bì nòng cơn dấn. Chính lòng hẳn đang bồ xạ coi lò, mang hao vẫn lên nó mày hệt cốc, các lần cháo khai quáng đi nam phiúc. Coi lò, nó mà hao lẻ nướng đờ lại lòng mày phiúc hệt cốc đời hệt kinh tế cố tình. Đào lại bí qua mà, cấp ủy chính quyền lại cấp, đã lần cháo lại ngành chuyên môn hệt đầy miạc, việc lần cháo ơi lòng, các hệt đầy chính sách hứa hệt kín từ ngân sách cố tình, cố huyền, và hứa bí nồng cơn dân khai quáng đi nam phiúc. Các chấm coi đầy miệng hở điên đầm trước ma hấu, vậy thù ma đầy lại mắc hơn. Kế Trần Quang Bằng, trưởng phòng nông nghiệp cấp phát triển nông thôn huyện Hoàng Su Phi Lân. Phòng nông nghiệp cấp phát triển nông thôn đã lần hậu huyền về khai quang điên đầm trước ma hấu. Thường này điên đầm trước ma hấu của thằng huyền để xảo thong xiên hát ná. Đã lại bí sở này, nó ma hấu để coi lệ là mẹ trước. Ông mà ngân thù thùng hợp cân dấn. Bảo đối nó chê lê lại lòng mày bước thả giác to khó hợp bì nòng cân dấn. Khả này giúp huyện Hoàng Số Phì, nợ việc khai quảng đi đàm bước. Bọn khỏi đang coi khỏi viện hiện lòng hợp đảm bảo đầy chất lượng của ma hâu. Bọn khỏi đã lên khẩn huyện, các khai ước lại nhóm đàm bước ma hâu. Vậy hiện lòng hợp thống nhất đầy cách đàm bước chăm coi các thú ma hâu. Hứa hảo cần đám phiếu ma hấu thủ mà đẩy lại ngân hấn. Kế lệnh thể hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bà Lân. Bọn khỏi phần tàu lần cháu khai quản đi đám phiếu ma hấu, cấp coi giữ về ma hấu hảo đầy đưa. Lần cháu hảo bị nồng cơn dấn, hệ lòng hảo đám phiếu ma hấu thủ mà đẩy lại nhất. Khả này tỉnh Hà Giang mì nửa bếp xiến chết bác hát á ma hấu, cấp vẫn nhằm mì lầy ăn lên phải khai ước quáng. Từ bị thông xuyên linh thiếp tàu mà này, đình đàm phiếu ma hao số tăng tỉnh, đã lại khẩn qua từng bí. Sống vậy nó ma hao vẫn lên lòng mày phiếu hệt cốc của tỉnh Hà Giang, phải mì cơ chế chính sách lò làng hơn, vậy hứa cơn dân khai quang đình đàm phiếu ma hao. Dù hội nghị tổng kết thông bí hết dự án gia vị cuộc sống, đại sở nông nghiệp các phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, bảo đối tổ chức phát triển hà lán khai khảo buôn thám qua mà.
đã coi mưa lại ăn thua mà đấy. Quốc viện hiện dự án rút thi huyền thành phố, mì đình đàm biếu ma hâu. Lệ quản bà Vi Xuyến Hoàng Sư Phi, cấp thành phố Hà Giang. Lại đại biểu mà dự hội nghị đã bàn thoản lại cách về hết lòng hào ma hâu thủ mà đẩy lại, cùng mò áo chất lượng ma hâu bấy khứng. Kế Hoàng Nhị Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp cấp phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang lân. Bà bấy cố tình đã lại bị bướng ná, lệ mi biếc ma ước mà ổn định đình đàm biếc mi thần. Vài hứa hào no ma hâu khai đẩy lại ngân hớn, giúp bướng ná bọn khỏi sẽ củng cố lại nhóm sở thích. Khả này nhờ tổ chức phát triển Hà Lan lệ giúp tỉnh Hà Giang đã khai ốc đẩy thi thiếp nhóm đàm biếc ma hâu. Từ lại nhóm ai đàm biếc ma hâu này, sẽ hợp vì nòng cơn dân thống nhất đầy lúc của mát, các cách ngang mát, bảo can khai mức ngân nướng, vậy hệ lòng hào thủ ma đẩy lại ngân. Qua này vừa áo thùng ngân thú, vừa coi giữ môi trường, coi giữ đống. Khen hẳn bọn khỏi vân tàu huyệt cao to, họ là nhóm ai đám biếu ma hâu đời loài doanh nghiệp, khả này đang hệ có giá giữa tỉnh Hà Giang. Gió ma hâu điều cải đầy mèo suốt phường mày, hàn đầy lại ăn đầy miệng từ đàm biếc ma hâu, mở góp vườn coi dư môi trường đống, dư nguồn nằm, ao ma viên hệt, ao thùng ngân thú, cục mở ao thùng kiến giúp cảng vạn hợp pin hồng cơn dấn. Quy hoạch đình đàm biếc ma hâu đầy miệng, lệ bà bày chân tới cửa cầu mày biếc, đảm bảo việc tạo đốc mở tôi mở cửa cầu ngành nông nghiệp quốc tỉnh Hà Giang. Tiếp chương trình văn này mời pin hồng toàn nghe phân thêm còi. Minh Túc trình bày bài then Hà Giang chữ Bác Hồ. Từ cách mạng tháng 8 mùa thu, Việt Nam thoát lũng tù đế quốc Nga. Nhờ ơn Đảng ơn Đức Bác Hồ, nước nhà được tự do độc lập, nhân dân các dân tộc hướng Hà Giang vui chung niềm hân hoan cả nước. Cách mạng đã thắng lợi về vang, Đảng chính phủ Việt Nam tiến bước. Muốn xây dựng đất nước mạnh giàu, khó khăn Đảng đứng đầu chỉ lối đưa dân tộc hướng tới tự do, mọi người được ấm no hạnh phúc. Dù sóng gió nắm lưng hiểm nguy, song Đảng ta vẫn đi đúng hướng. Mặc các luồng tư tưởng xấu xa, có Đảng Bác dân ta đoàn kết, Bắc Trung Nam luôn xế tay nhau. Trên vùng cao tổ quốc mến thân, Hà Giang cùng nhân dân khắp nước. Đột lòng theo Đảng Bác kính yêu, theo Đảng Bác là điều hạnh phúc, sống bình đẳng sống túc ấm no. Đảng Bác Đảng tự do độc lập. Bác Hồ ơi, nhân dân các dân tộc Hà Giang nguyện phấn đấu theo đường Đảng Bác, xóa đói nghèo ra rét bao năm, quyết tâm xây Hà Giang giàu mạnh. Ngọc Thuyết trình bày then Thắng Chài Rú Biên Cương.
mình lớp lớp thôi dài lèo tan nghỉ lại vui quá. Mưa khao tông phà phà nữa bên quần cả đang hành quân tướng tên trời ơi. Chương trình thời sự Then Còi Cầm Tay của Đài Phát thanh Hà Giang phần này, mỹ phát thành viên Hoàng Húy, Kim Thí, kỹ thuật viên Vích Huệ Hệt, thường này Lê Thướn, Pion Bái Pinong đã tón nghe chương trình. Thường điếp chào Pinong.